Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm giới thiệu các anh em tham gia chương trình này góp link và coi để tham gia giá hôm nay. Các bạn click phần link mô tả như video mở ra muốn sẽ tắt set post các bạn. Này sẽ list lên sàn Bankake Swap các bạn. Mình sẽ ghét được 5 tốc cần của là LVGC này bạn. Một LVC bằng một tốc cần Na này bạn. Các bạn chọn này góp các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn cái group controller các bạn. Các bạn chọn giờ chấm chat nha các bạn. Kênh seller của nó thì các bạn follow nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow fanpage nữa các bạn. Các fan. Tiếp tục thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và tại tweet các bạn. Trở lại nè. Rồi bạn mới đáp lại. Rồi bạn submit detail. Tiếp tục bấm done. Tiếp tục bạn gửi đường link để username và profile tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Twitter quy đường link tại Twitter của tất cả các bạn nữa nha. Mời inbox đi. Rồi mọi người cho bot nha mọi người. Tiếp tục mọi người địa chỉ BNB Smart Chain nha mọi người. Bạn có thể dùng địa chỉ NHK in chocolate hoặc là địa chỉ BNB sẽ mang trên như chút có lát không được không ạ? Các bạn sẽ chép nào ạ? Rồi các bạn mới đập ra. Các bạn mở bot ra nè. Bắt từ đây nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục con son kênh Telegram đó mà. Giờ mình đã xong rồi, mình bắt up lên đây các bạn. Rồi bấm Don. Rồi Silver World Rewitch Inbox bấm Z. Tiếp tục quan sát tiếp cập nhật tài khoản của mình nè các bạn. Tôi cần sẽ phân phối sau nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.